Bản tin của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu sáng nay cho biết, trong 24 giờ qua, ghi nhận 678 ca nhiễm mới, tăng 171 ca so với ngày trước, có 434 ca trong cộng đồng, tăng 147 ca. Số ca đang điều trị là 6.042 ca, trong đó điều trị tại nhà là 1.770 ca. Trong ngày hôm qua, cũng ghi nhận 2 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong trên địa bàn tỉnh do COVID-19 đến nay là 205 ca. Cụ thể, 434 ca ghi nhận tại cộng đồng, trong đó 149 ca ghi nhận tại thành phố Bạc Liêu, có địa chỉ tại phường 3 29 ca, phường 7 26 ca, phường 8 23 ca, phường 2 18 ca, phường 5 16 ca, phường 1 16 ca, phường Nhà Mát 8 ca, xã Hiệp Thành 5 ca, xã Vĩnh Trạch 5 ca, xã Vĩnh Trạch Đông 1 ca. Một ca có địa chỉ tại xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, một ca có địa chỉ tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình. 95 ca ghi nhận tại huyện Đông Hải, trong đó có địa chỉ tại thị trấn Gành Hào 33 ca, xã Định Thành A 15 ca, xã Định Thành 13 ca, xã An Trạch 13 ca, xã An Phúc 6 ca, xã Long Điền 4 ca, xã Đông Điền Tây 4 ca, xã Long Điền Đông 3 ca, xã Long Điền Đông A 3 ca, xã Điền Hải 1 ca. 78 ca ghi nhận tại huyện Vĩnh Lợi, 32 ca ghi nhận tại khu sàng lọc Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, 26 ca ghi nhận tại thị xã Giá Rai, 19 ca ghi nhận tại khu sàng lọc Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Bạc Liêu, 15 ca ghi nhận tại huyện Hồng Dân, 8 ca ghi nhận tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, 7 ca ghi nhận tại huyện Phước Long, 5 ca ghi nhận tại khu sàng lọc Bệnh viện Quân Dân Y Bạc Liêu, 158 ca ghi nhận tại các khu cách ly phong tỏa, 85 ca ghi nhận tại các khu điểm cách ly, 1 ca về từ tỉnh Hậu Giang ghi nhận tại huyện Vĩnh Lợi. Trong 678 ca trên, có 149 ca dưới 18 tuổi.